Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, không cần đến hai vòng đấu cuối cùng, V-League 2022 sau vòng 14 đã phân định ra được nhóm đua trụ hạng và nhóm đua vô địch. Những cái tên ở trong hai nhóm này không nằm ngoài những câu lạc bộ mà giới chuyên môn và người hâm mộ đã quy hoạch ngay từ lúc giải đấu chưa khởi tranh. Với việc hai đội có 20 điểm và 19 điểm là Nam Định và Sài Gòn FC gặp nhau ở vòng đấu áp chót, V-League 2022 đã tạo nên một cột mốc lịch sử mới là đội có từ 24 điểm trở lên thì mới chính thức trụ hạng. Đồng thời chỉ có 3 đội còn phải đua trụ hạng là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có 21 điểm, Nam Định và Sài Gòn FC. Nhóm đầu sau chiến thắng của Hải Phòng trước Nam Định, Viettel đã chính thức trở thành cựu vương khi đã bị đội bóng đất cảng bỏ xa tới 10 điểm và vì thế nhóm đua vô địch cũng chỉ còn những cái tên nằm trong quy hoạch là Hà Nội, Hải Phòng và Topeland Bình Định. Ở một diễn biến khác, khi trận đấu giữa Nam Định và Hải Phòng ở vòng 24 kết thúc với kết quả thất bại của đội chủ nhà, thì cục diện lại trở nên dễ dàng hơn với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và SHB Đà Nẵng ở trong trận đấu diễn ra muộn hơn một hiệp đấu. Với đội bóng sông Hàn, 25 điểm hiện có lúc ấy đã là thừa để trụ hạng, còn Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ cần thắng là nối gót được SHB Đà Nẵng để gia nhập nhóm an phận. Và hiệp 2 đã diễn ra đúng như là đội chủ sân cần một quả 11m kéo theo hai bàn thắng dễ dàng sau đó cũng vừa đủ để cho đội bóng của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành nhảy múa ăn mừng ở thời điểm chính thức trụ hạng. Mọi thứ diễn ra tưởng chừng như là rất hợp lý nếu như xét về tên tuổi, thế nhưng những người hâm mộ thì lại không nghĩ thế bởi xét về phong độ và những nỗ lực ba gương mặt còn lại phải đua trụ hạng xứng đáng nhận về nhiều hơn những gì đang có. Dù lịch thi đấu đã được xếp từ trước khi trái bóng lăn, thế nhưng những cổ động viên của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nam Định và Sài Gòn FC có quyền kêu ca về lịch trình cuối cùng của đội bóng quê hương. Hơn ít phút bù giờ đã có thể để một đội bóng rộng đường toan tính, huống hồ bù giờ hơn cả một hiệp như là trường hợp trận đấu giữa thành phố Hồ Chí Minh và SHB Đà Nẵng ngày mùng 8 tháng 11. Để đến lúc lịch thi đấu được ấn định diễn ra đồng thời cùng ngày cùng giờ ở vòng đấu áp chót và cuối cùng thì tình thế đã là ngàn cân treo sợi tóc xét về điểm số, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang chiếm ưu thế trong cuộc đua tam mã về ngược với một và hai điểm nhiều hơn hai đối thủ cạnh tranh Nam Định và Sài Gòn FC. Đặc biệt là cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai câu lạc bộ này ở vòng đấu thứ 25 vào ngày 13 tháng 11. Tuy vậy lợi thế này có thể không duy trì trong ngày 13 tới, bởi vì thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công sẽ phải đối đầu với Hà Nội FC, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Thế nhưng để mơ về một kết quả tốt hoặc là tương đối trước đội bóng thủ đô, mong Nam Định và Sài Gòn FC cầm chân nhau và kiếm 3 điểm trong trận tiếp đón Đông Á Thanh Hóa ở trên sân nhà ở vòng đấu cuối cùng là phép tính có thật ở trên sa bàn của đội bóng Thành Nam. Cân não hơn là cuộc cạnh tranh giữa Nam Định và Sài Gòn FC mà tâm điểm chính là ở chung kết ngược trên sân thiên trường. Đội giành trọn vẹn 3 điểm ở trong cuộc đối đầu này sẽ đẩy đối thủ về hạng nhất ở mùa tới. Nói thế là bởi ở vòng đấu cuối cùng, cả hai đội có khả năng giành điểm tối đa vì đều gặp những đội bóng láng giềng là Sông Lam Nghệ An và BKMX Bình Dương, rất dễ cho chừa nhau đường sống. Trong trường hợp Nam Định và Sài Gòn FC hòa nhau, đội bóng đến từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ điền tên mình trong danh sách giải hạng nhất ở mùa giải sau nếu như không có chuyện ngáng đường nào xảy ra ở trên sân Vinh và Hà Tĩnh ở vòng đấu tới. Ở đỉnh bảng xếp hạng, Hà Nội FC đã chạm một tay vào chức vô địch sau khi đánh bại được Viettel ở trận derby thủ đô. Như vậy là hy vọng để cho câu lạc bộ Viettel có thể cầm chân Hà Nội FC để cho cuộc đua vô địch V-League 2022 thêm phần hấp dẫn hơn đã không xảy ra sau trận thua 0-1 tối hôm qua, mùng 9 tháng 11 năm 2022. Và sau những gì đã thể hiện được, có thể nói là Hà Nội FC thực sự xứng đáng để giành chức vô địch. Có thể nói trước khi mùa giải mới khởi tranh, có lẽ là không nhiều người tin tưởng là Hà Nội FC sẽ đoạt chức vô địch V-League 2022. Lý do thứ nhất là việc thực tế họ đã chơi không tốt ở mùa giải trước khi chỉ về thứ bảy trong tổng số 14 đội ở thời điểm mà mùa giải bị hủy do dịch Covid-19. Thứ hai là với sự xáo trộn lớn ở trên băng ghế chỉ đạo ngay sát mùa giải mới khi mà huấn luyện viên Park jong kyun đã bất ngờ bỏ về nước. Thật khó có thể tin rằng Hà Nội FC vẫn thể hiện được sức mạnh của mình ở trên hành trình tiến tới ngôi vương ngoài ra với việc hai đội bóng là hoàng anh gia lai và viettel đã thi đấu khá nổi bật trong nửa chặng v-league ở mùa trước đây cũng được coi sẽ là những đối thủ rất đáng gờm với hà nội fc trong chặng đường đua đến ngôi vô địch với những lý do đó rõ ràng hà nội fc không được xem là ứng viên số một cho chức vô địch khi mùa giải 2022 mới bắt đầu tuy nhiên dưới sự lèo lái của vị tướng mới là huấn luyện viên chunjeho một người được đánh giá là vẫn còn khá ít kinh nghiệm cầm quân Hà Nội FC đã duy trì được sự ổn định để có thể cán đích đầu tiên trong cuộc đua ngôi vô địch. Mùa giải năm nay có lẽ là một trong những mùa giải kỳ lạ nhất lịch sử của Hà Nội FC. Đi kèm với đó là không ít những tranh cãi về năng lực thật sự của đội bóng áo tím. Nhiều ý kiến cho rằng Hà Nội FC đã tự suy yếu so với chính mình ở giai đoạn hoàng kim là từ 2018 đến 2020. Nhưng về mặt điểm số và thứ hạng, đội bóng của huấn luyện viên Yeho chứng tỏ mình không quá thua sút so với những mùa giải V-League gần nhất. Tuy vậy vẫn phải khẳng định một điều là Hà Nội FC năm nay phần nào đó là một bản thể có phần xa lạ với những người yêu mến hay là theo dõi đội bóng này lâu năm. Có hai lý do dẫn tới việc Hà Nội FC trở nên khác biệt đôi chút so với chính mình của quá khứ. Một là ở lối chơi, mà hai là ở sự ổn định ở những giai đoạn nước rút. Về mặt lối chơi, Hà Nội FC vẫn là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất tính cho đến lúc này với 44 bàn và cũng là đội để thủng lưới ít nhất trong số 13 đội bóng tham dự nhưng không ít trận đấu đội bóng của huấn luyện viên Chun Ye Ho chấp nhận nhường bóng cho đối thủ, thi đấu cầm chừng và chờ cơ hội để phản công kết liễu trận đấu. Hà Nội FC từng vô địch lượt đi với 7 trận thắng tối thiểu, nhưng họ cũng chỉ cần vỏn vẹn 3 trận để ghi tới 16 bàn. Dù là bản thể nào thì Hà Nội FC vẫn là vượt trội. Mặc dù ở mùa giải năm nay, đội bóng áo tím có thể vẫn chưa thi đấu mượt mà và đẹp mắt như kỳ vọng của người hâm mộ, nhưng trên thực tế họ vẫn cho thấy được bản lĩnh của đội bóng lớn qua từng trận đấu để qua đó có thể tiến gần hơn với danh hiệu vô địch quốc gia thứ sáu ở trong lịch sử câu lạc bộ. Yếu tố ổn định cũng được nhắc tới nhiều mỗi khi nhận xét về Hà Nội FC trong những năm qua. Bên cạnh sự vượt trội về mặt nhân sự, bản lĩnh của Hà Nội FC ở những giờ phút quan trọng cũng là yếu tố then chốt dẫn tới những thành công của đội bóng này trong những năm qua. Và Hà Nội FC đã thể hiện sự ổn định của mình ở mùa giải năm nay như thế nào? Thay vì bứt lên và tạo cách biệt với nhóm bám đuổi ở những giai đoạn bước ngoặt, Hà Nội FC lại đánh rơi điểm số một cách đầy đáng tiếc. Nếu như giải quyết tốt những trận đấu trước Thanh Hóa hay là làm tốt hơn trước Bình Định cũng như là Hải Phòng thì có lẽ cuộc đua vô địch bây giờ đã an bài. Hai bộ mặt của Hà Nội FC mùa này có thể khiến cho cổ động viên đội bóng này thật sự lo lắng, nhưng nó vô tình đã tạo ra cảm giác đầy thú vị cho những cổ động viên trung lập. Phải chăng là Hà Nội FC muốn tăng tính hấp dẫn cho mùa giải năm nay bằng cách thắp lên hy vọng cho những đối thủ bám đuổi trước khi dập tắt nó, qua đó chứng minh sự chi phối của mình tới cuộc đua của V-League? Hà Nội FC lên ngôi vô địch V-League 2022, điều đó chắc chắn sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian khi mà gần như là họ đã về nhất ở mùa bóng năm nay nhờ việc tạo ra một khoảng cách điểm số khá an toàn với đối thủ bám đuổi. Với chiến thắng trước Viettel trong trận derby thủ đô tối hôm qua mùng 9 tháng 11 2022, câu lạc bộ Hà Nội lúc này chỉ còn cách vạch đích đúng một điểm nữa. Và đây chắc chắn không phải là một nhiệm vụ quá khó khăn, nhất là khi đối thủ của họ ở hai vòng đấu cuối chỉ là những cái tên ở nửa cuối bảng xếp hạng là Hoàng Anh Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Quan sát lại những gì đã xảy ra ở V-League 2022, có thể thấy rằng Hà Nội FC hoàn toàn xứng đáng đoạt chức vô địch. Xong không phải bây giờ mà ngay khi kết thúc giai đoạn lượt đi V-League 2022, Hà Nội FC đã thể hiện được sự vô đối của mình trước các đối thủ khi chính họ là đội bóng thắng nhiều trận nhất để thua ít trận nhất, đồng thời cũng đã ghi nhiều bàn thắng nhất giải và nhận số bàn thua thấp nhất giải. Sự vượt trội ở những con số thống kê đó rõ ràng để thể hiện sức mạnh áp đảo của Hà Nội FC ở tại V-League 2022 và nếu như quan sát thực tế các màn thể hiện của Hà Nội ở trên sân, thì chúng ta cũng phải thừa nhận là thầy trò huấn luyện viên Chun Jae-ho hoàn toàn không có đối thủ xứng tầm ở trong cuộc đua vô địch ở giải đấu năm nay. Trên thực tế, Hà Nội FC vẫn có những trận đấu chưa hay ở V-League 2022, đơn cử nhất như là thất bại 0-3 muối mặt ở ngay trên sân nhà trước Bình Định ở vòng 15, hay gần đây là trận thua 2-3 trước Hải Phòng FC trên sân lành chay. Tuy nhiên, ở một giải đấu đường trường đầy khốc liệt như là V-League, họ lại là đội rất biết cách tận dụng cơ hội để tạo ra những kết quả có lợi nhất. Nhìn cách mà Hà Nội FC chơi phòng ngự trước Viettel rồi sau đó tung ra đòn hiểm để hạ nốc ao đối phương ở trong hiệp 2 thì có thể thấy rằng họ nguy hiểm như thế nào ở khả năng tận dụng cơ hội. Sau cú sảy chân ở xứ Thanh, Hà Nội FC đã trở lại sân hàng đẫy để tiếp đón Viettel mà không có cả hai trụ cột là Văn Quyết và Văn Hậu. Khó khăn là điều đã được dự báo từ trước, nhất là khi Viettel mới là đội có lợi thế về tinh thần vì đã không còn những áp lực thi đấu, nhưng không có thêm một cú ngã nào nữa. Đội bóng áo tím giành chiến thắng trước Viettel bằng đúng cái cách mà Viettel đã từng đánh bại Hà Nội FC ở cuộc đua V-League 2020. Một thắng lợi tối thiểu bằng lối đá phòng ngự phản công đầy khó chịu và thầy trò huấn luyện viên Juninho tiến thêm một bước quan trọng tới ngôi vương. Bằng khả năng và bản lĩnh của một đội bóng lớn, các cầu thủ của Hà Nội FC đã biết cách tháo gỡ những nút thắt để qua đó có thể hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm trong một trận cầu được đánh giá là mang tính chất bước ngoặt của mùa giải. Giới mộ điệu thêm một lần phải nhắc về đẳng cấp của Hà Nội FC trong trận đấu với Viettel. Cán cân lực lượng của hai đội không có quá nhiều chênh lệch, thế nhưng thứ mà Viettel dù rằng đã vô địch và không thiếu hảo thủ ở trong đội hình chưa thể sánh ngang được với Hà Nội FC, đó chính là những cái tên có thể định đoạt trận đấu cả Duy Thường lẫn Giovane đều có những cơ hội đối mặt với thủ môn tấn trường, nhưng không có một lần nào những chân sút áo đỏ sút tung lưới đối thủ được. Phía bên kia chiến tuyến, Lê Xuân Tú, cầu thủ thi đấu rất thiếu hiệu quả ở trong hiệp 1, bỗng dưng lại hóa người hùng ở trong hiệp 2 khi kiến tạo cho Lucao ghi bàn thắng duy nhất. Rõ ràng Hà Nội FC không thiếu những cá nhân có thể tỏa sáng để mang về chiến thắng cho đội bóng. Đây lại là điều mà không chỉ Viettel mà hầu hết các đội bóng ở V-League đều thiếu ngay như Hải Phòng, dù rằng sở hữu một Rimario xuất sắc, nhưng cái đầu quá nóng của tiền đạo này lại khiến cho anh bỏ lỡ những trận đấu quan trọng. Hai lần nhận án treo giò ở mùa giải này của tiền đạo ngoại binh đã khiến cho huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm phải đau đầu nhức óc. Ở V-League năm nay, đã từng có thời điểm người ta lo ngại về Hà Nội FC có thể suy yếu khi không còn ngôi sao quang hải ở trên sân. Song thực tế cho thấy rằng Hà Nội FC vẫn là chính mình, ngay cả khi không có sự phục vụ của cầu thủ mang áo số 19 đội bóng thủ đô thực sự đã chứng minh họ không thể phụ thuộc vào bất cứ một ngôi sao nào, ngay cả khi đó là những người đã từng giành danh hiệu quả bóng vàng cao quý như là hải con. Thay vào đó, chính lối chơi tập thể, đồng đều, giao tính gắn kết cùng với khát khao vô địch của Hà Nội mới là yếu tố giúp cho họ thể hiện được sức mạnh trong cuộc đua vô địch. Vượt qua cửa ải khó mang tên Viettel, Hà Nội FC lúc này đã có thể kê cao đầu để ngủ ở cuộc đua vô địch V-League 2022 một điểm số nữa thôi với hà nội fc sẽ đủ giúp cho họ vô địch v league ở mùa này nhưng chắc chắn là với sức mạnh hiện tại họ hoàn toàn có thể giành được một điều tốt hơn thế trong trận đấu cuối cùng ở trên sân nhà gặp hà tĩnh ở cuối tuần này có thể thấy rằng nếu như hà nội fc vô địch năm nay thì đó sẽ là chức vô địch hoàn toàn xứng đáng dù trải qua nhiều biến động dù phải thay đổi khá nhiều khía cạnh trong bộ nhận diện của mình thế nhưng hà nội vẫn là hà nội vẫn đặc biệt vẫn đẳng cấp theo cách riêng của mình quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo